Quý vị và các bạn thân mến, nếu như năm 2007, dù lượn mới xuất hiện tại Hà Nội, thì đến nay môn thể thao này đã thu hút được số đông người chơi tham gia tập luyện. Trải qua muôn vàn những khó khăn vất vả của những ngày đầu thành lập, các thành viên của câu lạc bộ dù lượn Hà Nội đã không ngừng nỗ lực xây dựng phong trào dù lượn phát triển. Và Hà Nội Paragliding đã trở thành mái nhà chung cho những người yêu thích dù lượn miền Bắc tìm về giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Trong phần cuối của chương trình này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu kỹ hơn về những khó khăn vất vả của những người chơi dù và chặng đường phát triển của dù lượn Hà Nội. Trên thực tế, dù lượn là cách đơn giản nhất để con người có thể bay lên được. Dù lượn không dùng động cơ mà sử dụng một cánh bằng vải có thể làm căng phồng lên khi có gió và cất cánh bay lên bằng những bước chân chạy lấy đà. Dù lượn rất dễ dàng và gọn gàng trong vận chuyển, cất cánh và hạ cánh. Tuy nhiên, để chơi được môn thể thao này ở Việt Nam thì không phải là một điều dễ dàng. Để chơi được dù lượn, trước hết, người chơi phải trang bị cho mình bộ dù và các thiết bị an toàn bay cần thiết. Tuy nhiên, ở nước ta, các thiết bị này không có hoặc rất ít. Hầu hết, mọi người phải mua chúng từ nước ngoài với giá khá cao. Thông thường, để trang bị cho một người chơi bay được thì bộ dù tiêu tốn khoảng từ 1.500 đến 2.500 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 30 đến 50 triệu đồng Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bay dù lượn cũng hết sức khó khăn. Hầu hết các người chơi dù lượn Việt Nam đều phải tự dịch những nguồn tài liệu của nước ngoài, đồng thời tham khảo thêm các kỹ thuật bay qua các clip hướng dẫn trên mạng Internet. Theo đánh giá của những người có nhiều kinh nghiệm chơi dù lượn, thì miền Bắc nước ta có địa hình đồi núi khá thuận lợi cho việc phát triển dù lượn. Thế nhưng, tìm được địa điểm bay tốt và thuận lợi cho việc di chuyển của những người chơi thì lại tốn rất nhiều thời gian và công sức. Có được dù và các trang thiết bị bay cần thiết, các học viên mới sẽ phải trải qua một chương trình huấn luyện cơ bản ở mặt đất kéo dài từ 6 đến 8 buổi nhằm giới thiệu các nội dung chạy cất cánh, điều khiển cánh dù và các kỹ năng cần thiết để lái dù, cất và hạ cánh, v.v. Mục tiêu quan trọng nhất của chương trình huấn luyện cơ bản này là giúp cho các học viên có kỹ năng sử dụng dù lượn. Đồng thời, trong khóa học này, các học viên cũng sẽ được trang bị những kiến thức khác về dù lượn và hàng không có liên quan như khí động học, thời tiết, địa hình, v.v. Bởi đây là những yếu tố sống còn đối với mỗi người chơi dù lượn. Tiếp đến, những học viên mới sẽ tập bay ở những ngọn đồi thấp từ 70 đến 100 mét rồi nâng dần độ cao và thời gian bay lên. Khi đã nắm vững những kỹ thuật cơ bản và có thể tự bay, học viên sẽ tự bay dưới sự giám sát của người huấn luyện viên. Sau khi hoàn thành chuyến bay có giám sát thì người học viên có thể tự bay và kể từ đó trở đi được gọi là những người chơi dù lượn cơ bản. Quá đẹp. Quá gió này quá đẹp rồi. Tuy là một môn thể thao hàng không giải trí, dù lượn đòi hỏi người chơi phải trải qua quá trình học tập và khổ luyện nghiêm túc để có được những kiến thức tổng hợp về các kỹ năng bay, về thời tiết, địa hình, khí động học, v.v. nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho bản thân trong quá trình chơi dù lượn. Đây là một môn thể thao tập thể, cho nên là mỗi lần đi này là một cái giống như một chuyến dã ngoại. Mọi người nói chuyện với nhau, mọi người trao đổi với nhau. Và nếu mà bay được thì cũng có được giống như môn thể thao. Tức là sau đó thì cảm thấy người thấy người và tinh thần nó khỏe hơn. Cái cảm giác ở trên trời hay những cái cảm giác mà mình có thì nó là hoàn toàn cá nhân. Nhưng mà nó là cái này là nó cái tinh thần, trước hết là phải tinh thần đồng đội giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì là cái này chơi một mình thì lúc mà mình gọi là có niềm vui sướng thì mình cũng cần người để mình chia sẻ. Một mình thì cũng không biết chia sẻ với ai, thì cũng đấy là như thế. Và khi mà mình có khó khăn ấy, thì có anh em, có đồng đội thì cùng giúp sức và cùng gọi như là gánh đỡ thì nó thuận lợi hơn nhiều. Và vì vậy thì đối với bọn mình cái việc là tinh thần đồng đội là trên hết. Lên, bắt đầu lên. Mỗi môn thể thao có một nét độc đáo và ưu điểm riêng, chính điều đó đã cuốn hút người chơi lựa chọn và say mê nó. Và dù lượn cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ với một chiếc dù gọn nhẹ, người chơi có thể bay cao lên không trung như những cánh chim trời. Cảm giác được bay vào bầu trời lộng gió đã cuốn hút người chơi đến kỳ lạ. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả để nói lên sự đặc biệt của dù lượn. Bởi hầu hết những người chơi dù lượn đều thừa nhận rằng
dù lượn đã mang lại cho họ tình yêu sâu sắc với thiên nhiên đất trời. Một trong những tiêu chí tất cả những người yêu cầu bọn tôi, tất cả những người tham gia dù lượn, đó là không phá hoại thiên nhiên, không bẻ cây bẻ cành khi không cần thiết, hay là không vứt ra những cái vật thải. Sau mỗi buổi bay thì tất cả những cái thứ mình thải ra thì đều thu gom lại và mang về. Vượt qua những khó khăn và đòi hỏi khắt khe của môn dù lượn, các thành viên câu lạc bộ dù lượn Hà Nội đã không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển phong trào chơi dù lượn tại miền Bắc và hướng đến sự phát triển môn dù lượn trên cả nước. Mọi người rất là đoàn kết và rất là cùng chia sẻ cái niềm đam mê của mình, tức là cùng giúp đỡ nhau và hỗ trợ nhau làm sao có những cái chuyến bay an toàn. Nhiều người đã biết đến tập thể chơi dù lượn Hà Nội với cái tên quen thuộc Hà Nội Paragliding. Để mở rộng và quảng bá hình ảnh của mình và là nơi giao lưu với bạn bè, câu lạc bộ dù lượn thủ đô đã xây dựng một trang web riêng cho mình nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm bay và những kiến thức cần thiết về dù lượn cho mọi người. Đồng thời, trang web này cũng là nơi để các thành viên câu lạc bộ giao lưu, kết nối với bạn bè thế giới nhằm góp phần đưa dù lượn phát triển thành môn thể thao thực sự tại Việt Nam. Với mong muốn dù lượn được công nhận là môn thể thao chính thức tại Việt Nam, những người chơi dù lượn Hà Nội đã không ngừng nỗ lực rèn luyện kỹ thuật bản thân, phấn đấu hết mình để đưa phong trào dù lượn Việt Nam bước lên một tầm cao mới. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của những người chơi dù lượn thành phố Hồ Chí Minh và bạn bè trên thế giới, câu lạc bộ dù lượn Hà Nội đã đặt mục tiêu quan trọng cho mình và dành một phần đáng kể công sức cho việc quảng bá rộng rãi dù lượn ra đông đảo công chúng, đồng thời thu hút thêm các thành viên tham gia chơi dù lượn. Thành quả sau 3 năm hoạt động tích cực, câu lạc bộ dù lượn Hà Nội đã nhận được nhiều sự khích lệ của bạn bè và vinh dự được Tổng cục Thể dục Thể thao đánh giá cao trong phong trào xã hội hóa thể dục thể thao. Cánh cửa để dù lượn Việt Nam trở thành một môn thể thao thực sự đang rộng mở. Đây là một trong những cái môn mới và cái mức độ tiềm năng phát triển chúng tôi phải khẳng định sẽ là một trong những môn mà sẽ phát triển rất mạnh. Bởi vì với cái địa hình của Việt Nam của chúng ta thì rất nhiều những đồi núi và những cái địa về không gian, về thời gian cũng như là về các địa điểm đều có thể phát triển rất tốt. Và đối với cái tiềm năng về con người Việt Nam thì cũng là những người rất dũng cảm, có những cái ưa thích những các cái độ cao và những các cái khả năng về cái thể thao cũng như là cái khả năng mà về tiếp ứng ở trên không của đội Việt Nam rất tốt, rằng là đây là một trong những bộ môn sẽ là đầy triển vọng và sẽ có những các cái tiềm năng phát triển rất lớn, rất tốt. Không chỉ dừng lại với niềm đam mê bay vào trời xanh cùng những cánh dù, mục tiêu hết sức quan trọng của dù lượn Hà Nội hiện nay chính là tìm cách đưa môn dù lượn Việt Nam trở thành một môn thể thao chính thức, hòa nhập với cộng đồng dù lượn khu vực và thế giới. Mà trước hết, đó là sự khẳng định mình tại đấu trường SEA Games và Asia Beach Games. Hiện giờ thì bọn mình cũng đang tiếp xúc với bên thể thao và đây là một cái một trong những hoạt động là mình để cho các anh ở bên thể thao để có thể làm quen và biết được cái cách thức coi như là tổ chức hoạt động của cái dù lượn là như thế nào. Trong thời gian tới, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã đưa ra những phương hướng và kế hoạch phát triển cụ thể để tạo điều kiện sớm đưa dù lượn trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hiện nay thì chúng tôi đã có những cái kế hoạch để phát triển mang tính chất rộng rãi. Thứ nhất là về cái chúng tôi sẽ có những cái đợt khảo sát rất là nhiều của tất cả những các cái tỉnh của các cái khu vực từ Bắc, Trung, Nam để tìm ra được những cái nơi, những địa điểm có thể là tập luyện được những cái môn như là về dù lượn, như về ô tô địa hình, như là về câu cá, về một số những cái môn như leo núi. Thì chúng tôi cũng đang đầu tư rất nhiều và cái phương hướng đầu tư thì là cái phương hướng sẽ tập trung chính và là sẽ xã hội hóa rất nhiều. Về Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ đưa ra những cái phương hướng là định hướng có những cái hành lang pháp lý, tạo ra hành lang và tạo sức hút cho tất cả các bộ môn được phát triển. Con đường để trở thành môn thể thao chuyên nghiệp của dù lượn Việt Nam sẽ không còn xa khi cánh cửa để dù lượn Việt Nam bay cao tại các giải đấu quốc tế đang rộng mở. Đây sẽ là sự kiện có ý nghĩa hết sức to lớn, là động lực thôi thúc những người đang miệt mài vẽ nên những đường lượn cao vút trên bầu trời, mang lại những nỗ lực và quyết tâm hơn nữa cho những người chơi dù lượn trong tập luyện và kinh nghiệm thi đấu trong tương lai nhằm mang về những thành tích vẻ vang cho thể thao nước nhà.
quý vị và các bạn, hy vọng rằng trong một tương lai không xa, dù lượn Việt Nam sẽ được tôn vinh tại các đấu trường lớn của khu vực và thế giới, góp phần làm rạng danh cho thể thao nước nhà. Xin chúc cho những người chơi dù lượn Việt Nam sớm đạt được ước mơ của mình và bay cao, bay xa hơn nữa. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.